siêu cay, ớt siêu cay. Rồi đảo đáy nha. Tỏi mỡ vô. Á luôn. Để nguyên cái đầu con cá chê vô nè. Lấy vô. Bỏ ngọt vô phải không? Bỏ ngọt vô nha. Rồi gì nữa? Đường. Hạt nêm cà no nha mọi người. Hạt nêm cà no vô 2-3 muỗng vô quá nhiều luôn. Đổ mắm vô luôn nha. Cho nó sắc xuống ra, đổ nước vô đặng coi cho nó chín nè. Hết luôn hay vậy? Hết luôn đi. Không ạ. Rồi trong vòng nửa tiếng nữa là ăn nha. Trong vòng nửa tiếng là xong phim. Đầu sơ lên, trộn lên, bỏ hành vô nè. Hành vô nha, bỏ hành vô. Rồi bỏ ớt siêu cay vô. Bỏ ớt vô nha mọi người, ớt siêu cay. Hết luôn. Wow, rồi trộn đều lên. Trộn cho để trên mặt cho siêu cay. Rồi chính là dứt. Ăn nha. Rồi mời cả nhà ăn nha. Mời cả nhà ăn cơm với cá chê nha. Đó. Cường cho gấp lên, Cường cho ăn Cường ơi. Nè, miếng cứa luôn. Chan cái miếng nước vô. Ăn cho cực. Chan nước vô. Siêu cay. Rồi bà đào ăn đi, bà đào ăn cái gì đó. Chan nước vô bà đào. Gắp khứa rồi vô đây. Ồ, ăn ngon quá. Ngon không? Ngon không? Ngon quá, ngon, ngon quá. Mở nhà cái rồi. Mở ăn nha. Khứa thì nghe cái chê luôn kìa. Ăn ngay gắp cái chê rồi ăn kìa. Ụt ụt chan nước vô đây bà đào kìa. Gắp cái đầu dứt luôn được. Dứt ăn. Hấp luôn dứt. Ồ. Nóng quá, nóng quá, nóng quá. Gắp cá kìa. Luôn. Ngon không? Ngon không? Quá ngon. Cay không? Siêu cay, không phải cay như mà nội. Cay quá thì cay luôn, tan với mỡ luôn, sưng luôn. Ồ, ngon quá. Để ăn ngon mày. Chan nước vô kìa, ăn cho cay lên cay lá. Chan vô cơ luôn. Chan vô, ảnh vô. Ồ, dữ 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 dữ. Quá tuyệt cay luôn. Rồi bà đào gấp cá ăn kìa. Đó, vô lùa vô ầm ầm luôn. Uống. Rồi ăn ớt luôn. Quá cay. Bye bye. Xin chào. Bye bye.